Sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua thảo luận, các đại biểu đều nhất trí cần xây dựng dự án luật. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thì cho rằng làm rõ chức năng, làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự và nhiệm vụ của lực lượng này. Hiện toàn quốc có 103.568 thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư, tương đương với khoảng 300.000 người đang tham gia bảo vệ dân phố. Công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó dân phòng. Lực lượng này đã có nhiều đóng góp cho đất nước, cho dù là trong chiến tranh hay thời bình. Việc kiện toàn lực lượng này để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước là điều cần thiết. Và đây chính là thể hiện một xã hội hết dân chủ, phát huy được cái vai trò của người dân. Đấy, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, sắp xếp. Và cái luật an ninh ở cái cơ sở này chính là một trong những cái ta lại tiếp tục phát huy được cái các tổ chức đoàn thể, vai trò của các tổ chức đoàn thể và cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong vấn đề an ninh trật tự. Một số đại biểu cho rằng hiện nay lực lượng này tham gia rất nhiều hoạt động tại địa phương, không chỉ giờ hành chính mà còn tuần tra vào ban đêm. Điều này chưa thỏa mãn yêu cầu tự quản. Mà đã là tự quản thì chúng ta hết sức phải cân nhắc về vấn đề tổ chức, về vấn đề điều hành, vấn đề quản lý, về vấn đề chi cho những con người tham gia vào đó. Có khi người ta còn làm giờ còn nhiều hơn là giờ của công chức chúng ta là 8 tiếng, bởi vì người ta phải sẵn sàng làm bất kỳ lúc nào. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà để người ta tự giác tham gia rồi vấn đề thời gian cho người ta sử dụng thế nào thì cũng hết sức là phải tính toán. Ngoài ra, các đại biểu góp ý về vấn đề chi ngân sách cho lực lượng này trong dự thảo luật chưa có đánh giá tác động. Mà một tổ đó là bao nhiêu nhân sự thì là trong luật là vẫn còn bỏ ngỏ, chưa nói rõ. Cho nên cái việc mà đánh giá, mà cái vấn đề tài chính mà trợ cấp, phụ cấp cho những cái đối tượng này về mặt hỗ trợ đó là tôi thấy là hiện nay là chưa cụ thể. Ngoài ra còn phải trang thiết bị đó, cho đối tượng này nữa, quần áo nè, giày mũ dép nè, rồi công cụ hỗ trợ nè, rồi nơi làm việc nè, vân vân. Cho nên tôi nghĩ rằng về nếu mà nói vấn đề tài chính thì phải nói rằng là đẻ ra bộ máy rất là cồng kềnh.